Thế nhưng mà cũng có lớp các bạn, cũng có lớp là coi như là sinh viên chỉ dùng cho sinh viên thôi, không cho thầy. Thầy cũng có biết ra nhưng mà cái đó là tức là tôn sư trọng đạo thì để nhận qua cả những cái vấn đề này thầy cảm nhận. Không biết đâu, bay cả xuống là cái gì. Không có dưới đi tụi em mát hết rồi thầy, thầy thôi. Rồi, thì chúng ta đầu vào làm. Thế này tức là sau gần 1 tháng, chúng ta đã học về cái dược liệu. Thì các bạn biết rồi, tức là thầy Hùng cũng đã lên lớp với chúng ta về cái dược liệu là gì, phải không? Dược liệu là gì? Thế thì rõ ràng ở đây, dược liệu là cái môn khoa học đúng không bạn? Đó, nghiên cứu về các cái nguyên liệu để làm thuốc, phải không? Cho nên cái chữ dược liệu thì là một cái môn học để nghiên cứu các cái nguyên liệu dùng để làm thuốc. Cái nguyên liệu của chúng ta là có những cái gì các bạn? Nó lấy từ những cái nguồn nào? À, thứ nhất là thực vật. Thứ hai lấy từ đâu? Động vật. Thứ ba lấy đâu? Khoáng. À, khoáng vật. À, đó. Thế nhưng bây giờ đấy thì cái bây giờ nào nốt còn không luôn nữa. Đó là cái bằng cái gì đấy nhỉ? Không phải động vật, không phải động vật đó là gì? Tổng hợp. À, lấy từ các cái vi vi sinh vật. Phải không? Các bạn thấy kháng sinh phần lớn là đi từ vi sinh. Phải không? Đó. Và một cái nguồn nguyên liệu tiếp theo nữa đó là chúng ta tổng hợp hóa học. Thế thì cái môn chính là cái môn khoa học nghiên cứu về các cái nguyên liệu nào làm thuốc. Thế thì hôm nay thì chúng ta bắt đầu tiếp tục một cái chương, tức là chương dược liệu chữa Alzheimer. Thế tối ngày nay thầy cho chúng ta hoàn thành cái chương trình đại cương này. Thế như thường lệ thì chúng ta phải xem cái mục tiêu học tập của chúng ta. Cái mục tiêu này thì thầy nghĩ là không, nó sẽ là chung cho tất cả các chương, làm tất cả các chương. Thế thì ở tập đường chương này thì chúng ta phải có cái 5 cái mục tiêu chính. Đó là chúng ta phải xem được cái cấu trúc của cái đó chất này. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải xem cái tính chất căn bản, cái tính chất rất quan trọng. Nếu chúng ta muốn chữa sót đó thì chúng ta phải hiểu cái tính chất của nó. Thế rồi như vậy là nguyên tắc chữa sót ra làm sao, tính định lượng như thế nào, và cuối cùng là tác dụng về sinh học cũng như ứng dụng để làm thuốc. Thế thầy nói với các bạn thế này, năm thứ nhất thì các bạn chắc là vừa rồi các bạn đã học rồi đúng không, qua cái chương trình thực vật. Thế thì còn bây giờ đây là chúng ta bắt đầu đi vào cái chuyên môn của chúng mình. Tất cả những cái này bắt đầu đi vào chuyên môn rồi đó. Thành ra các bạn nghĩ cho là đây là những cái hành trang để chúng ta thực hiện trong tương lai. Thành ra những cái chương này nó hết sức là quan trọng để các bạn dùng để làm tốt. Thế về nội dung thì các bạn thấy gồm có 9 phần như trên. Thầy không giới thiệu từng phần nữa, phải không? Đặc biệt những cái đánh dấu đỏ là những cái cũng hết sức quan trọng, phải không? Để cho các bạn khi cử sẽ rơi vào những phần đỏ đỏ đó. Thế bây giờ là sang cái thứ nhất, trong 9 phần mà chúng ta cần nêu thì thứ nhất là định nghĩa. Thế cái định nghĩa này thì các bạn thấy rồi, các bạn biết rằng nó giống như cái định nghĩa chung về các cái nguyên tố gì. Cái đòi hỏi các bạn này, à bây giờ đây là chúng mình toàn là học dân hóa học và dân sinh học, phải không? Những bạn nào mà tốt nghiệp về mặt hóa hóa học các bạn giơ tay để cho ai hỏi gì đó giống gì đâu hóa không, mình có một đồ hóa đồ sinh rồi đó. Được rồi, thế này là cái ngành hóa, kiểm tra hóa và chẳng ai giơ tay cả. Không là thế này. Bây giờ đây, không sao. Hóa sinh thì cũng phải học cái này, bởi vì cái này là chương trình cơ bản của lớp 12 thôi. Thì các bạn biết rồi, tức là các bạn không đọc đã được cô Vinh nói rồi. Glycosid là gì? Glycosid là gồm phần đường liên kết với phần không đường.
là những hợp chất hữu cơ được cấu tạo bởi hai phần, một phần là gì? Đường, một phần là không, không phải là đường, mà được gọi là amicol hay là gì? Đó, thế thì đó là những cái glycosid. Thế glycosid và glucosid có khác nhau? Các bạn không, có khác nhau không? Glucosid và glycosid là gồm có nhiều đường, còn glucosid đồ có là glucose. Thế thì thầy sẽ hỏi xem khác nhau cái nào xem. Thế thì đây, thì nó là glycosid. Đấy. Và đương nhiên đó, sẽ là một phần đường, một phần không phải đường. Và cái phần không đường đó là cái gì nhỉ? Phần không đường đây là gì? À, là cái dẫn xuất cái chất ta đâu phải là, có nghĩa là dẫn xuất. Dẫn hóa học cái này nhỉ? Sinh học biết không? Không phải cái chữ delta nó phải đấy. Cái dòng delta đó là dẫn xuất của 9-10 diceton. Các bạn xem. Rồi, cái định nghĩa này phải được. Định nghĩa này khi thầy kiểm tra cái này thì một là thầy bỏ trống cho các em khi định nghĩa. Hai là thầy bỏ bớt đi rồi các em điền xuống. Đấy, cách này là chú ý cho. Thế bây giờ chúng ta nhìn thấy cái công thức cấu tạo đó ở bên dưới. Thế thì cái đánh số các em thấy nó bắt đầu từ đó phải không? Các em ở bên dưới hóa học nếu đánh số mà có sinh học thì chúng ta đánh số từ đâu? Đâu hóa học không? À, hữu cơ mình vừa học xong đấy. Nếu như có trong một cái nhân trong một cấu trúc cơ mà có dị vọng thì chúng ta sẽ bắt đầu từ dị vọng. Thế đây thì không có dị vọng. Cái oxy ở bên 9-10 kia là trong chất gì ạ? Ceton. Ceton. Đó, và cái công thức đánh dấu như thế này. Đó, bắt đầu từ 1 tới 9-10 thì các bạn chú ý nó theo một cái trật tự cấu trúc của mà xem không? Thế nhưng mà đây thì các bạn chú ý cho thầy này, cái khung bên trên nó cứng hay là chuyển động nhỉ? Cứng phải không? Là bởi vì nó bung bởi các nối đôi đôi, thành ra như vậy nó chỉ có những cái nhóm thế nó đứng ở trước mặt quả bạc, sau mặt quả bạc, phải không? Đứng trước mặt quả bạc thì có cấu trúc gì nhỉ? Theo dây nối gì nhỉ? Trước mặt bằng bảng dây nối đi. Beta đúng rồi. Sau bằng bảng bằng thì dây nối. Alpha đó, cái đó thì dần hóa là phải. Này, chú ý như này, dần sinh bây giờ chưa biết thì cũng phải chú ý vậy. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng các cái ở các cái vị trí 1, 4, 5, 8 có cấu trúc alpha dưới bên ta ha. Và còn lại 2, 3, 6, 7 đó là đặc biệt khi các nhóm thế này thì nó ảnh hưởng đến tính chất hóa học rất nhiều và sau này chúng ta sẽ khảo sát quý nhá, quý tính là này. Thế thì các bạn đã xong được cái định nghĩa cách đánh số và những cái nhóm hướng của các nhóm thế, nhớ chưa? Cái tìm sai số 1 quý nhá này. Đó, thế thì chúng ta tiếp theo. Rồi, lại đây là cái dẫn hóa học tiếp theo. Thế các bạn biết rằng khi mà cả hai cái đây là 9 người mà nhưng mà nó cắt hai cái vòng AB ra rồi thì nó chỉ còn lại là cái 9 người ở cái ceton này, ceton. Các bạn có hình dung ra cái như thế này không? Nó bỏ hai cái nhân thơm ở hai bên. Thì khi mà nó đều là oxy cả thì ở đây ấy, tức là người ta gọi cái dạng in bầy là dạng oxy hóa. Đã, oxy hóa có hiểu không? Đó, hình như có vẻ hơi lơ lơ một chút. Thầy quay trở lại cái công thức từ trên đây này. Các bạn tức là bây giờ chúng ta đang xét đến cái nhân cái bọc này
một cái phía sau này. À, các bạn thấy hai bên là hai bên thường mà. Thế đây, bây giờ chúng ta xét cái mà vừa rồi thầy chỉ đấy. À, thì chúng ta đang chỉ xét đến cái 90 dicitol. Thế khi mà nó được oxy hóa toàn diện, các bạn thì người ta gọi ở đây là ta đã oxy hóa. À, cái thứ hai khi mà chúng ta tyrosine hóa, à, thì nó sẽ biến thành giá. Sao vậy? Nó khử. Khử. À, thì các bạn thấy là khi mà là cái hydro nó lần lượt có thể được gắn vào các cái oxy chiên. À, đó. Đây nó là một phần thôi, chứ còn rất nhiều cái dạng dạng khác nhau, nó còn khử ở từng cái phụ động. Thế thì cái trên slide này chúng ta thấy rằng tức là cấu trúc của hai nhóm chất cetone, tức là 90 đấy, thì cetone ở trong cái khung đó thì có thể tức là nó thứ nhất là nó là oxy hóa thì nó ở cái dạng para đấy, phải không? Thì nó là oxy hóa hay là khi mà nó tức là chúng ta hydrogen hóa đó, tức là khử hóa thì nó sẽ biến thành dạng khử. À, dạng khử có nghĩa là cái hydro này nó gắn vào các cái oxy, đồng thời có thể nó làm mất luôn tức là cái oxy thì khi mà hai hydro gắn vào cùng với oxy thì nó tạo thành gì nhỉ? Hai hydro với oxy thì thành không chúng mà không nước. Nước phải không? Và như vậy nó là dạng khử và chúng ta sẽ sau này sẽ thấy là cái dihydro đấy. À, thì như vậy nó sẽ lấy mất cả oxy đi. Thế thì chúng ta nhớ rằng tức nó không phải ở cái dạng oxy hóa mà dạng khử, nhớ không? Rồi, đấy đấy đó. Thế bây giờ chúng ta sang cái phần thứ mà chúng ta cần gặp. Các phần thứ. Thế thì các bạn biết rồi, tức là đầu tiên là chúng ta không nói là carbonic và carbonic là gì thì cái định nghĩa đã nó được cấu trúc bởi ra tức là nó kết hợp với đường thì thành biến thành dạng glycosid. Thế ở đây ấy, thì chúng ta được hay nói đến với cái dạng glycosid hay là chúng ta viết tắt trong cái các cái bài về cái những cái bài báo thì có khi người ta không biết cái glycosid mà người ta viết tắt ở chữ A, A-gen. À, hay là những cái dạng mà aglico tức là nó mất đường đi thì nó ở cái dạng gọi là aquinol thì người ta biết là aquin. Thế thì trong cái này có thể người ta hỏi chữ viết tắt của AG và aquin có nghĩa là gì và như thế thì nó ở cái dạng nào, phải không? Thế bây giờ ấy, hoặc là người ta hỏi là tức là aquin thì luôn luôn ở dưới dạng glycosid đúng sao? Sai, phải không? Bởi vì aqua là gì còn đường là glycosid đường, phải không? Thế thì các bạn chú ý cho nó tích tắc một chút xíu nữa thôi. Thành ra thầy cũng nói thì anh nào không đi học không có biết về thi thì không nói rồi, phải không? Thành ra chúng ta lên lớp hay hơn rồi, phải không? Rồi, đấy. Thế bây giờ đó là cái khung nhất tức là nó lý có nghĩa là diễn ra glycosid nó vừa trước khi kết hợp với đường thì nó ra glycosid và khi nó không đường nó sẽ ra aglicol và được viết tắt AC hoặc AQ, nhớ nhé. Đấy, sẽ có câu hỏi khi để được cập nhật cho nó chính xác. Thế bây giờ ấy, là aglicol tức là ra có đường không đường à không đường phải ăn aglicol hay người ta còn gọi đôi khi được gọi là này ở trong cây đặc biệt nó là tự do tức là nó không có đường, phải không? Thì các bạn chú ý rằng tức là nó cái này nó không có gì lạ cả, ở trên nó đã khảo sát rồi, có thể nó là dạng oxy hóa hoặc có khi nó là dạng gì ấy khử, phải không? Rồi thế rồi đó. Thế thì cái ô thứ hai nó chỉ nói về cái vấn đề là đứng về mặt xét về cái nhân đơn bản đấy thì nó có thể dưới dạng oxy hóa hoặc ở dưới dạng nó khử cái aglicol hay là cái phần không đường ấy. Thế ở đây có một cái đặc biệt cái OMA này thì đặc biệt không? Phải không? OMA. Thế thì trong cái câu hỏi thì có cái OMA cái là gì?
Thì ở đây nó có nghĩa là viết tắt của oxymethylamphetamine. Sở dĩ tại sao vậy? Là bởi vì cái hợp chất này nó đặc biệt các bạn. Phần lớn các cái nhóm thế nó luôn luôn tức là có oxy. Cái thứ hai là cái mặt của nó không có dài, phần lớn là nhóm gì ạ? Methyl. Cho nên nó có từ oxy methylamphetamine. Thế thì chúng ta có ba cái thuật ngữ cần nhớ, một là A, kali, hai là aqi, ba là OMNA. Đấy, nhớ nhé. Đôi khi có khi mê tổng thống Mỹ quá thì OMNA. Đấy, mình ra chú ý cho như vậy là cái chữ này là những cái nguyên tắc, những cái thuật ngữ cần được chú ý cho. Thế những thuật ngữ đó là gì? Thì tin chắc là chúng ta đã được rồi. Thế ở đây ấy, cái này mình muốn nói đến cái gì? Tức là chúng ta thấy rằng nó lặp lại cái phần bên trên thôi, chẳng qua là khi dẫn oxy hóa kết hợp với đường thì nó sẽ được tạo thành ra glycosid. Các cái dạng thử kết hợp với đường thì nó ra các cái glycosid ở dưới dạng thử tương ứng. Các hiểu không ạ? Đó, cái này là như vậy thôi, không có gì phức tạp cả. Thế thì về cái vị trí phân loại thì cái này xem cho nó vui luôn. Đấy. À, có được đấy. Đấy, thầy nhìn là khâu rồi. Đó, thế thì đến đây, các bạn thấy là cái này. Xoay lại bản chính ở đây, cái cốt. Để đây á, nó bắt được không? À. Cái vị trí phân loại thì thế này. Cái này thì các bạn chú ý cho, tức là mình đang cái vị trí nào trong cái bắt đầu từ cái phenol. Thế thì cái này các bạn năm nay các bạn học nhiều lắm. Cái này là các thầy cũng rất nhiều bộ, mà các bạn sau khi học toàn thể cái chương về vị trí năm nay thì các bạn sẽ tự tổng hợp được cái học này. Được rồi này. Thì chúng mình còn học rất nhiều năm chứ. Thế thì chúng ta nhớ là ở cái vị trí tức là phenol, tức là chúng ta sẽ học cái nhóm gọi là C6C1 nối với nhau, tức là có hai cái này thôi, tức là người ta cắt cái công thức, các bạn nhìn cái chấm thì người ta kêu là tức là hai cái một C6 với cái C1 hai cái nối với nhau tạo thành cái nhóm này. Thế cái vị trí thì chúng ta có thể tham khảo thêm để sau này chúng ta biết được nó nằm ở những cái phần này. Rồi cái thế nhưng bây giờ thì có một số tài liệu chia cái này làm ba loại. Thế tí nữa các bạn sẽ tổng hợp lại cho nên chia hai hay chia ba. Thế đây thì các bạn cứ biết, thứ nhất là cái theo cái chất tinh thì người ta chia ra làm hai nhóm. Thứ nhất là nhóm nhóm tẩy. Thế các bạn biết nhóm tẩy thì để làm gì nhỉ? Nhóm tẩy là làm gì? À đúng rồi, tức là nhóm tẩy có nghĩa là nó làm giúp cho tiêu hóa nhá. Nhóm trường đấy tức là giúp cho tiêu hóa ở liều cao hơn, tức là tẩy có nghĩa là tẩy sổ đấy. Thế cái nhóm nhóm này quan trọng, nó cần đúng không ạ? Bây giờ trẻ thì chẳng cần được, trẻ là không cần, trẻ nó phải dùng thuốc này nhỏ rồi, nhưng mà già thì sao? Dễ bị lắm. Tại vì các bạn thấy là các cụ già thì cái táo bón
Đó, thế cho nên cái thuốc và lập trường phải hết sức quan trọng. Lập trường phải hết sức quan trọng. Thế chúng ta ăn như thế nào? Lập trường thì có bao nhiêu loại để lập trường? Đó, thực ra như vậy chúng ta phải tổng hợp lại. Có những cái không có hợp chất ăn amino nhưng vẫn có trong lập trường. Ví dụ chúng ta tăng cường cái cellulo hay là tăng cường ăn đu đủ những vấn đề gì đó, thì nó cho nên cái cơ chế lập trường sau này chúng ta phải làm thì chúng ta nó còn tăng cái khoảng cơ chế để giúp cho nên trường. Nhưng đây là thuốc, cho nên những cái trường hợp đặc biệt đó thì chúng ta phải giải quyết vấn đề dùng thuốc. Đó, thế thì các bạn chú ý chưa? Thứ nhất là cái nhóm tẩy, nhóm này nó gắn liền với cái cảnh giới của mình. Cái thứ hai là nhóm tẩm, tẩm nhuộm, nó cũng gắn liền với cái cảnh giới của chúng ta, nhưng phần lớn ở đây nó giúp những cái chất màu để nó làm cho cái trong cái táo tăng dần, tăng dần. Và thực vật thì các bạn đã sử dụng đến nhóm này rồi. Thực vật đấy, các bạn đã nhuộm vi mẫu rồi chứ? À, nhuộm thì chúng ta phải dùng cái gì nhỉ? À, phải có đỏ, đỏ gì? À, là cạnh manh, đã tất cả nào, hết cho thành thực vật. Rồi, thế thì những cái phần mọc nhuộm chúng ta đã sử dụng đến, phải không? Rồi. Thế thì trước hết là người ta chia ra hai cái trang lớn đã, phải không? Thế. Thế ở đây ý, thì các bạn thấy là nhóm mọc nhuộm và nhóm nhân tẩy thì đã được ghi ở trên bảng. Phải không? Thế thì các bạn thấy rằng nhóm mọc nhuộm với nhóm nhóm nhuộm tẩy nó khác nhau ở chỗ nào? Các bạn thấy khác nhau thế nào? À, chúng ta thấy rằng cái nhóm mà mọc nhuộm thì luôn luôn ở vị trí 1-2 nó có nhóm. Nhóm thiếu 1-2, phải không? Có thể là người ta trong cái thiếu oxy, phải không? Hay là các cái một cái nhóm thiếu. Thế còn ở cái nhóm tẩy thì chúng ta thấy rằng luôn luôn có ở vị trí mấy ạ? À, 1-3. Đó, thế thì các bạn đầu tiên các bạn thấy đi cái như vậy, phải không? Thế ở đây thì nói về cái con đường sinh tổng hợp trước. Sinh tổng hợp, cái này thì các bác nhà mình về sinh học đâu sẽ rất giỏi về cái này, phải không? Rồi, thế thì như thế này, cái sinh tổng hợp các bạn xem ở trong cái sách giáo khoa của các bạn ấy, nó sẽ có cái sinh tổng hợp về ra cái con đường, tức là ra cái tổng hợp nó đi qua cái đường symmetric, phải không? Còn cái này thì qua cái Fourier series vân vân, thì cái này các bạn xem ở trong sinh tổng hợp. Rồi. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu khảo sát các cái hợp chất của các thuốc với là cái điều hết sức quan trọng. Đây, cái số mình số cổ cứ quen rồi là mình cứ chạy lên để mà nó rất gần. Thế thì đầu tiên là chúng ta khảo sát cái nhóm tổng nhóm tổng nhóm. Thế vừa rồi thì các bạn cứ nhìn lên trên bảng các bạn thấy rồi, nó đặc điểm là như thế này. Nó luôn luôn có hai nhóm OH kế cận, hoặc là hai cái nhóm thế là OL là cái là nhóm thế rồi, kế cận. Thường ở cái vị trí là C1 và C2, đó là cái vị trí đặc biệt nhất. Thứ hai là đó, tức là có thể là 1-2, chúng ta nói là nhóm 1-2 dioxy carbon kỷ lục. Thế và khi một chất xuất được nó ra ở dưới dạng tinh bột ấy, thì nó thường có màu vàng tươi, màu vàng cam, màu đỏ và tím. Những cái này thì các bạn phải còn thôi. Và nó thường gặp ở trong một số các cái họ cũng như là cái côn trùng. Thế và đặc biệt là vừa rồi đấy, các bạn dùng cái đỏ cạnh manh để mà nhuộm ấy, thì tức là nó lấy từ cái một cái tạp chất từ trong con bò vừa, và nó được cái axit mà tí nữa chúng ta sẽ xem, phải không? Rồi. Thế thế thì thứ nhất là chúng ta thấy rằng có cái bốn cái đặc điểm này trong các cái hợp chất mà tổng nhóm tổng lượng. Cái này thì chẳng còn còn đường nào khác là khảo thôi. Thì còn nhưng mà đây nó quá tôi không. Người ta sẽ nói rằng cái sự khác nhau giữa nhóm tổng nhuộm và nhóm nhuộm tẩy có những đặc điểm khác nhau này, thì các bạn về các bạn xóa
Rồi. Đi chưa? Thế. Ở đây ấy, thì các bạn có thấy đây là một số những cái chất điển hình. Chất điển hình. Đó. Thế thì các bạn thấy như này, tức là những cái chất điển hình được đánh dấu sao? Tức là tôi thời này cho những cái chất đơn giản nhất để các bạn ghi đấy. Thế cái ghi này thì thầy sẽ cho như này. Có hai cách. Một là thầy bảo là thầy vẽ cái thầy cho nó sẵn rồi. Chứ các bạn vẽ thì thầy nghĩ là các bạn vẽ không đủ thời gian và ghi chắc nghiệm. Cái thứ hai là con trò vẽ có bị sai đấy. Thầy cho thầy vẽ sẵn. Nhưng mà bây giờ thầy bỏ cái tên dưới cái sao đi, thầy bảo các bạn điền cái tên các bạn. Thì ra chưa? Cái thứ hai là thầy cho tên luôn. Nhưng mà thầy sẽ giấu thì một cái nhóm đồ ăn vào. Thế các bạn thích cho cái nào? À đấy. Thế thì có hai cái gì? Một là thầy cho bỏ bớt cái nhóm hết. Thầy cho tên. Hai là thầy vẽ sẵn nhận tên. Hỗ trợ cái nào? Đó, đó thế thì cái đó là cái quý cái này nha. Cho dễ hết rồi. Thế còn cái anh là đối tôn thì nó có nhiều cái huyền thoại các bạn. Tức là có những con chim mở biển ấy, nó ăn được cái nấm này, nó bám vào cái lông của chim. Đó, cái đối tôn này là một trong những cái chất đó là cái nấm. Là nấm. Khi có những con chim ở biển ấy, thì nó cái nấm này nó bám vào cạnh. Thế là ban đêm các bạn biết nó cũng khi mà trời chiều hoàng hôn xuống thì như vậy là nó còn rớt lại một số tiên thì ngoài nó vàng đỏ dựng lên như là chim thần. Tức là sau này người ta phát hiện thực ra hóa ra không ta bị nhiễm cái của đất tôn của nó đó chim thần, phải không? Thế còn cái học thuyết này thì đặc biệt tức là các bạn đã từng dùng, tức là từ con bò rồi thì chúng ta chiết được ra cái axit cạnh. Thế cái đỏ cạc manh thì khi mà người ta kết hợp cái axit cạc thiên này kết hợp với nhôm, muối nhôm thì chúng ta được đỏ cạc manh. Câu hỏi này thầy dành anh nào đi học thì sẽ không thi được câu này. Tức là đỏ cạc manh thì được cấu tạo bởi, các bạn phải ghi được axit cạc thiên tích cộng với nhôm, tức là muối nhôm và cho nên nhà mà không đi học các bạn đừng có truyền đạt lại cho các bạn không đi học, tại vì thầy sẽ để thầy phát hiện những anh không đi học những cái mới biết được, còn anh đi học thì biết rồi nhá. Thế thì cái cạn cái nước này quý chưa, tức là khi nó kết hợp thì tạo thành muối nhôm thì có axit tuyệt vời nhá, thì nó sẽ tạo thành quả cạn cạn mang dùng để làm gì? Nhôm vi phóng. Rồi, thế là dùng từ to lắm. Thế rồi từ cái hợp chất này thì người ta là biến nó thành cái hợp chất mang màu. Cái này dùng trong công nghệ này. Công nghệ. Nhưng mà các bạn biết là khi công nghệ này để cho ra những cái màu xanh hay màu vàng cái công dụng này thì thường phần lớn là nó phải có giới hạn rất nhỏ mới được dùng trong sản xuất cái thuốc tập hợp. Còn những cái màu tự nhiên thì các bạn thấy rằng có thể được dùng trong phần thuốc. Cho nên các bạn thấy rằng những cái chất màu là những cái chất rất dễ gây ung thư. Thành ra như vậy các bạn trong bình thường thì đây là chất màu có thể lấy từ cái thực vật như trên chúng ta đã nói. Cái thứ hai là chúng ta có thể như vậy là tổng hợp đấy, từ cái nhân tăng phenol để làm các cái nhóm chất vàng thì chúng ta được những cái chất màu, những chất màu, đó là, và chất màu này được dùng trong công nghệ. Còn đối với ngành thuốc thì những chất tổng hợp phải quan trọng. Cho nên các bạn thấy làm thuốc sau này ấy, là người ta cho giới hạn chất màu là bao nhiêu chứ không phải là cứ làm cho đẹp. Các bạn chú ý cho cái đó này. Đấy, cái gì? Thứ nhất là chúng ta xem được cái tổng gốc. Vì thời gian ngắn quá, thì thầy sẽ kiểm tra một vài bạn rồi xem các bạn từng đoạn các bạn nắm được như thế. Nhưng mà qua cái tốc độ chậm như này các bạn nắm được bài không?
được rồi nha. Được rồi, thì chúng ta thấy sẽ có một cái buổi để chúng ta trao đổi lại. Bây giờ chúng ta sang cái nhóm này là nhóm gắn liền với ngành dược của chúng mình để mà bước lên. Rồi, tức là nhóm cho mình tẩy thế nào là nhóm thế nào tẩy về dược đó chưa biết phạm rồi. Thế đây thì nó cũng có bốn cái đặc điểm, thế thì các bạn so sánh cái này với là cái thuốc nhóm phẩm tổng nhóm, so sánh nó khác nhau ở những điểm nào. Từ đó chúng ta tìm được ra cái đặc biệt nhất để mà thế rồi các bạn thấy là các cái họ những cái họ trên bảng thì chắc là các bạn biết hết cái gì đó, học một phần thì đã lấy được hết cái họ này rồi đó. Họ sẽ là gì? Ê, làm thứ hai họ gì? Rau răm. Đúng rồi. Họ rau răm, cái là thứ ba. Nhóm biết. Cái là mình không biết được. Nó là họ của lô hộ. Lô hộ. Họ của lô hộ. Rồi. Về so sánh nha. Thế, những cái này quan trọng lắm ấy. Thầy sẽ nói ví dụ như là ví dụ nhóm thuốc nhuộm thì nó đặc biệt nó có ở trong họ chúng ta chắc cũng nhớ họ rubiense nhớ không nó họ gì cà phê đó thì phần lớn là nó nằm ở trong nó còn tổng nhuộm. Thế nhưng bây giờ thầy bảo tìm một cái gì sai trong cái họ mà có những chất có chất này, ví dụ như thầy nói là trong cái nhóm nhóm bảy nhưng mà thầy điền cái họ của rubiense này thì các bạn phải tìm được ra cái đặc điểm này để loại ra trong cái cuộc chơi này để mà xem nhé. Cho nên là khi học được những cái này chú ý là so sánh nhớ những cái khác như này. Thế này là thầy để lo hết cả câu hỏi chi của các bạn rồi. Thế thì các bạn chú ý cho cái nhóm trong bảy này, cái đặc điểm của nhóm trong bảy thì các bạn thấy rằng nó luôn luôn ở vị trí 1, 8 dihydroxy đây là cái để nhận diện đặc điểm. Đôi khi thì cái 1, 8 này cũng không hẳn là dihydroxy, có thể đôi khi nó chỉ gắn thì gắn thế hoặc là gắn đường mà nhưng nó vẫn có tác dụng nhận tẩy, chú ý nhé. Nhưng mà đặc trưng của nó khi nói ra cái nhóm này thì các bạn nhớ rằng nhóm 1,8 dihydroxyamphetamine là nhóm gì ạ? Nhóm tẩy. Còn 1,2 dihydroxyamphetamine là nhóm phẩm nhuộm. Nhớ hai cái này không được quên, nhớ chưa? Rồi, còn cái kia là thì trước thôi, đó, thì các bạn chú ý nhé. Thế tiếp theo là đây là những cái chất thường gặp. Cái này thì thầy cũng biết bán ra được, chỉ có điều không còn được, tại vì này chúng ta sẽ đọc đi lập lại những cái hợp chất này, nó không phức tạp như là các cái thứ tin của các bạn đã học đâu. Những cái hợp chất này rất đơn giản, nó chỉ quấn đi quanh lại của những cái hợp chất này rồi cái nhóm này rồi, thành ra cái này nói là khó nhưng mà thực ra nó dễ, nhưng lấy một vật trọng đúng bởi vì nó có mấy chất nhỉ, có sáu chất thôi nhỉ, sáu chất thì quá dễ. Thế thì cái hợp chất đơn giản nhất trong nhóm thuốc có tác dụng nhận tẩy là cái gì ạ? Là chất đấy. Thế còn cái mà đơn giản nhất trong cái nhóm là gì? Nó quá rồi. Thế thì những cái này, cái đỏ đỏ phải lên số thì các bạn chú ý nhé. Rồi, thế thì mà ngày chủ nhật này, thứ bảy này phải xem lại công thức này, nhớ chữ in những các phẩm chất này, nhớ như này, thứ ba thì sẽ kiểm tra rồi nhớ chưa? Chờ chú nhận rồi cái này phải bỏ rồi. Thế mà đó là cái nhóm thứ hai và nhóm thứ ba này là nhóm vắc xin. Trước đây người ta chia làm hai nhóm thôi, một là nhóm gì ạ? Tẩy và một là thuốc nhuộm, hai là nhân tẩy. Bây giờ thêm cái nhóm thứ ba này nữa là nhóm gì ạ? À, dimer.
Thật ra thì đi me đi như thế này. Hai me là gì? Dài. Không phải dài. Tức là polymer nghĩa là trùng hợp, trùng trùng lưng lại. Phải không? Đi như thế này hai. Thế thì hai cái phân tử nó trùng lưng lại thì tạo thành một cái gọi là đi me. Thế nhưng mà bản thân của cái cái này nó là cái gì các bạn nhỉ? Còn đối với cái này nó thuộc nhóm nào ạ? Một tám là thuốc đúng rồi, đó thành ra cái tay này người ta bắt mình thêm, bắt sinh thêm tức là bị men. Thế thì cái trạng thái này nó lại có tác dụng rất lớn trong các cái hợp chất mà thuốc hỗ trợ dùng sau này, thành ra như vậy người ta chia lên. Thế còn đúng ra thì chất tẩy được chia làm hai, một là gì nhỉ? Nhóm tẩy đó, một là gì? À, monomer, và hai là dimer. Thế thôi, đó rất đơn giản. Nhưng mà nhiều tài liệu thì bây giờ chia chia ba, thì thôi bây giờ mình theo cách mới thì phải chia là ba. Ba bây giờ chứ sao được? Chứ còn thực chất ra nó chỉ là hai, một là cái này phúc nhọn, hai là nhóm tẩy. Trong nhóm tẩy chia ra là hai nhóm, một là monomer, hai là dimer. Thế, thế, thế dimer thì có cái gì đặc điểm của dimer? Cái này là các bác ở nhà thì là cảm thấy chết rồi. Thứ nhất là dimer thì thường gặp ở những cái hai phân tử của acron. Acron có nghĩa là nhóm gì nhỉ? Oxy hóa hay khử? Khử. À, khử rồi, phải không? Anh đã nói oxy hóa là cái hóa to. Khử là vì sao nó khử đấy nhỉ? Đây là cái gì? Ở cái vị trí 10, vị trí 9, 10 này. Các bạn nhìn vào cái vị trí 9, 10 này. Đây, đây, đây. À, nó mất nhóm gì rồi? Không hắc. À, nó mất cái oxy rồi. Hay cho nó chuyển thành ra làm gì đấy? Nó khử. Cho nên câu cái người ta hỏi rằng ở cái dạng dimer nó thuộc nhóm thuộc dạng đó khử, đúng hay sai thì các bạn phải nói thật đúng. Đúng nhưng nó nói là ở dạng oxy hóa đúng hay sai? Sai rồi đó, phải không? Đó cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như thế này, đôi khi ấy, nó là dạng khử là chắc chắn là khử rồi, nhưng mà các bạn lại nhìn cái đôi khi này cái vòng vòng đó là cái gì nhỉ? À nó mất cái gì? À mất gì rồi, nhưng mà nó vẫn là dạng khử, nhưng mà dạng này chỉ là đề có nghĩa là mất đề hydro. Thế thì cái ý như này, đề hydro nhớ nhé. Thế là dạng khử dạng nhập là như vậy. Thế còn đó là vài trường hợp là đi acapinol nhiễm đó. Thế thì cái đặc trưng của dimer là gì? Dạng khử. À, một là đa số là dạng khử, một vài trường hợp đó để đi luôn để đi luôn xem thì các bạn chú ý cho cái khung khung này là quan trọng, cái khung khung này dễ kiểm tra lắm, phải không? Kiểm tra chú ý cho này rồi. Thế thế bây giờ là chúng ta cái thứ nhất là chúng ta đang khảo sát cái nhân. Đó, tức là cái genin. Đó, cái thứ hai là bây giờ chúng ta khảo sát tiếp theo về cái glycogen. Đó, có nghĩa là chúng ta chỉ khảo sát về cái thay nối của glycogen. Thế bây giờ thì hỏi có bao nhiêu loại glycogen mà các bạn ta? Cái bài này vô duyên thật. To ra là rồi, rất tiếc là cái micro đó, cái tin nói có nghe nhưng phải xem xuống dưới để kiểm tra bên dưới. Hai loại á? Bao nhiêu loại? À, có các cái loại glycosid dây nối. Một là O-glycosid, hai là gì?
C glucosid, 3 là gì? M glucosid, 4 là gì? S glucosid, 5. À, 5 là hỗn tạp, tức là nó gồm có thể đó kết nối của các cái phần bên bên trên, thì như vậy có thể có 5 loại glucosid cả thể, tức là gồm có các bạn đã vừa nghe. Thế ở trong cái hợp chất này thì nó có mấy loại các bạn nhỉ? À, thứ nhất là nó có gồm glucosid, thứ hai là C glucosid và cái thứ ba là hỗn tạp. Thế thì người ta có một câu hỏi là các hợp chất ăn glucosid gồm có các cái loại glucosid sau thì chúng ta sẽ thống kê ra. Nó gọi cái thứ hai đó là các hợp chất glucosid gồm có ăn glucosid thì nó có 5 loại. Thì đương nhiên nó mặc cái loại trừ ra. Thế thì nó là một trong đúng thì nó có 3 loại, 4 loại, 5 loại, vân vân. Thì đương nhiên thì các bạn phải chọn cái nào. Thì đương nhiên ở đây chúng ta thấy nó có sự hiện diện của 3 loại nhân. Đấy, thế thì các bạn chú ý cho những cái câu hỏi. Thật ra thì dễ như là tăng giỏi. Thế đó là chúng ta sẽ về các cái dây nối. Đầu tiên là các cái dây nối của cái người tự nhiên. Thứ hai là chúng ta nói về cái các cái phần đường. Phần đường. Cái đường ở đây ấy, thì các bạn nhìn trên bảng nó có những đặc điểm gì? Thứ nhất là ở đây chúng ta thường gặp các cái đường đường nước. Cái thứ hai là chúng ta nói về mạch đường. Thì chúng ta thấy rằng như vậy nó cũng ít chứ mà không có, tức là trên một cái bất tử thì cũng ít khi mà gặp hai mạch đường cùng gắn trên một cái có thì ít, phần lớn tức là nó chỉ có một mạch. Đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là cái mạch đường thì cái ông này rất đơn giản, thường có một đường hoặc hai đường, đôi khi gặp ba đường. Thế nhưng mà các bạn gặp cái glucosid tim nhỉ? Học rồi đúng không? Đâu có bây giờ dạ, quên thế rồi. À, để xem lại, thấy không? Đường này rất phức tạp. Ở cái glucosid tim có khi nó cắt thành các đường thứ cấp. Đó, thế là các thứ cấp. Cả một mạch dài, nó cắt thành một thứ cấp. Đấy, nên còn câu này thì rất đơn giản. Thế thì nó ảnh hưởng tại sao giới thiệu như này, nó sẽ ảnh hưởng chất sốt. Rồi, thế bây giờ chúng ta chú ý cho. Đó. Thế còn cái hai đường nó cạch, nó nối vào này. Thế thì các bạn chú ý này, bao giờ cái đường gluco nó cũng gắn vào sát với cái gắn vào cái gì? Đây là cái đặc biệt của cái gluco. Thế thì các bạn chú ý cho. Cho nên khi mà chúng ta nghiên cứu về đường, chúng ta chạy xét ký, nó có hai đường chẳng hạn. Thì các bạn biết nếu một đường đó, một đường kia không thì dứt khoát cái đường đó phải là đường glucose gắn vào cái shading. Đó như nào? Rồi. Đấy, thế thì cái chúng ta khảo sát về phần đường là như vậy. Thế bây giờ cái phần này, cái phần đỏ tươi trong các cái chính cái vấn đề chúng ta cần nghiên cứu. Đó là về cái tính chất, năm là tính chất và các phương pháp định tính. Cái này là coi như là kỹ càng. Thế thì ở đây chúng ta khảo sát chín vấn đề trong cái tính chất. Chín vấn đề. Cái thứ nhất là lý tính. Thì lý tính thì bao giờ chúng ta khảo sát từ chúng ta nha. Đó. Rồi những cái năng suất quay cực vân vân, tất cả những cái gì đó làm trong cái phần lý tính. Cái thứ hai là chúng ta khảo sát về văn hóa, hóa tính để mà chúng ta định tính đó. Cái thì chúng ta lần lượt. Thế thì trong chín phần này chúng ta sẽ lần lượt khảo sát về vấn đề. Thứ nhất là về lý tính. Thế cái này thì chả không. Tại vì cái bài này cái này sẽ nhắc rất nhiều trong cái bài về lý tính rồi. Các cái glucosid thì đang ở trong cơ môi hữu cơ.
còn các bạn cái tôn thì đang ở trong sông thôi, các bất cần những cái này dễ như trở là ta, không cần họ cũng phật. Chỉ có điều như này, tức là đầu tiên ở đây muốn nói hai dạng, tức là cái phẩm chất này nó đặc biệt lắm mà, tức là thường ở trong cây ấy, thì các bạn thấy đa số những phẩm chất khác thì nó chỉ ở dạng glycosid, nhưng mà riêng cái ông phẩm chất này thì nó lại tồn tại ở dưới hai dạng, kể cả dạng không đường, tức là dạng tự do, tức là dạng glycosid không đường, và cái thứ hai là dưới dạng glycosid. Cái điều này lý tính ở đây đó này, cả hai dạng, có cái nói về cái dạng tự do hay dạng kết hợp. À, thế thì cái dạng tự do kết hợp nó có ba cái đặc tính như thế này. Thứ nhất là dễ tan trong kiềm hoặc là trong các cái LOH là cái gì nhỉ? Còn acun. Cái thứ hai là tan được trong nước nóng và bề tự nhiên. Rồi cái thứ ba là kém tan cái trong cái acid. Thì cái này đặc biệt đấy các bạn. Tại vì này các cái quinone thì đôi khi nó sẽ đi rất gần với nhau. Đây là quinone có nghĩa là ba vòng, còn naphthoquinone thì nó mới vòng đấy, hai vòng thôi đúng không? Đó thì cái này cái naphthoquinone thì cái đặc biệt là cái hợp chất của chúng ta quinone phải nó kém tan trong cái naphthoquinone, có nghĩa là nó không kết hợp được với naphthoquinone. Còn anh naphthoquinone này thì này, kết hợp được với lại cái glycosid. Thành ra các bạn chú ý cho sau này có một câu hỏi rất đặc biệt, nó chỉ ở cái góc đó, tức là làm sao để phân biệt được cái hợp chất sự hiện diện của naphthoquinone trong cái glycosid. Thế thì cách loại trừ nó như thế nào? Thì các bạn biết rằng khi nó chúng ta lắc với naphthoquinone để cho các naphthoquinone nó sẽ kết hợp với lại cái glycosid, và như vậy chúng ta loại cái hợp chất này, bởi vì cả hai hợp chất này khi chúng ta cho xúc vào đều cho vào một loại khác cả, được không? Thành ra các bạn chú ý cái này để mà có một câu hỏi ghi dành cho các bạn, đặc biệt là các bạn khoa học chú ý cái vấn đề như thế, thì có nghĩa là hai cái diaceton chính người nó không thể hiện đầy đủ tính chất của các cái chức ceton, được không? Bởi vì cái chất ceton thì một trong cái chất ceton là có tác dụng với glycosid này tạo thành phản ứng tổng hợp, đúng không? Để tạo thành một hợp chất, đúng không? Thế nhưng mà anh này thì nó không đầy đủ cái tính chất của cái ceton, cái chất ceton, do đó mà cái acetone không tác dụng được với các glycosid. Nhớ các bạn nhé, để mà tìm ra một câu hỏi để tách các cái acetone ra khỏi phản ứng tổng hợp, nhớ nhé. Thế còn cái acetone thì quá dễ rồi, đúng không? Đó, thế nhưng mà đặc biệt là cái glycosid. Thế nên giữa cái acetone và cái glycosid nó có cái gì đặc biệt khác nhau? Về tính chất. Thế ở đấy thì tôi nói là như vậy là cái đầu ra thì còn cả nói rồi. Các bạn có giải thích được tại sao cái acetone này lại khó tan trong acid? Cái này nó có nói trong phần có ta cái acetone có ta trong acid, mà tại sao nó dễ ta trong kiểu chứ? À, mà bởi vì thế này, tức là các cái đây nó thuộc nhóm gì? Polyphenol, mà đã là phenol thì có tính acid, cho nên khi nó tác dụng với cái kiểu thì nó sẽ tạo thành nó tạo thành muối. Thế còn bản thân axit thì bản thân axit cho nên nó không tạo được thành cái hợp chất để mà tan được. Cho nên các bạn giải thích cái này. Thế còn thăng hoa không thăng hoa thì thực chất là các bạn chú ý này, các glycosid thực ra thì tất cả các thành chất, tất cả các hợp chất đều có thể thăng hoa được, đúng? Người thì có thăng hoa, có qua rồi thì đang học của bỏ về cũng thăng hoa rồi, đó, hoa hơi mất rồi, đó, thế thì các bạn chú ý như này,
Nhưng mà này, để nói cho vui thôi, tất cả các vật chất đều có thể thăng hoa được. Thăng hoa chẳng qua một hiện tượng biến cái gì nhỉ? Thể rắn thành thể, thể khí, phải không? Sau đó được ngưng tụ và trở lại chất đá ban đầu. Thế thì cái anh Thiên Chú Thích này thực chất ra nói là không thăng hoa được thì không đúng, nó không thăng hoa được, nhưng nó không thu lại được chất ban đầu mà thôi. Là vì sao vậy? Là bởi vì các bạn biết là thăng hoa nó phải nhiệt độ trên một khoảng 104, 106 thì nó mới thăng hoa. Thế nhưng mà chúng ta các bạn thắng được rồi đấy, thì nó sẽ ở cái nhiệt độ này nó sẽ bị caramel hóa và biến tới phân, nó bị biến đun quá này. Thế nên thành ra như vậy, chỉ cái ông mà xuyên hoa được lên và cái ông phân kết lại nó trở lại cái xuyên bắt đầu. Nhưng mà ông này có thăng hoa thì chỉ thăng hoa cái phần xuyên, còn cái phần đường đã mất rồi. Nên thành ra cái này là cái chất vật, chứ không phải là không thăng hoa được mà thăng hoa nhưng mà không thu lại được chất ta. Thế thì cái tính chất thứ nhất về mặt lý tính, nói về đầu tam, nói về thăng hoa. Thế cái thứ tiếp theo là chúng ta khảo sát cái tính acid, cái này thì cực kỳ quan trọng. Bởi vì các bạn biết rằng cũng là do cái sự luân chuyển cái nguyên tử trên cái đường hợp này, phải không? Nên tất cả cái các cái phenol thì đều có tính acid. Đó như này, thế nhưng mà đây ấy, thì các bạn ý là đây những cái gì? Người ta nói rằng các cái OH alpha, các OH alpha thì nó có tính axit yếu hơn. Vì sao thì các bạn có học? Vì sao cái OH ở vị trí alpha lại có tính chất axit yếu hơn? Nó tạo thành cái gì các bạn nhỉ? Nó tạo thành cái liên kết gì? Khi một nhóm carbonin mà đứng bên cạnh một nhóm OH thì nó sẽ tạo thành cái gì? Liên kết gì? Liên kết gì? Hydro. Do đó mà như vậy nó không còn cái để mà phải phóng thích ra cái hydro nữa, thì ra như vậy tất cả những cái nhóm này nó có tính chất acid yếu ở tại cái vị trí của OH alpha. Thế còn vị trí beta thì có tính acid mạnh hơn. Đó, cái này cũng rất đặc biệt để chúng ta khảo sát tiếp theo. Rồi, đó, cái gì các bạn chú ý cho. Thế thì người ta dựa trên cái tính chất này đó, để mà người ta phân lập các cái vật chất, khiến chúng ta sẽ có một cái ký hiệu về cái vật chất này. Đó. Thế thì người ta nói rằng tức là các cái khung khung này quan trọng lắm, này là về bọn cho. Tức là các cái OH alpha thì những hợp chất này nó chỉ tan được trong kiểu mạnh, bởi vì nó mất cái tính axit rồi. Đó. Thế mà OH beta thì nó tan được trong kiểu yếu. Thế thì chúng ta cái thứ ba là các cái hợp chất, nếu như các cá thể nó lại ba nhóm cộng axit, cái nhóm axit thì nó sẽ tan được trong kiểu rất yếu. Thế thì các bạn chú ý dựa trên tính chất này để người ta phân lập các cái phẩm chất trong một cái hệ thống. Khi mà nó có chỉ có OH alpha hoặc chỉ có OH beta hoặc là có thì người ta dựa trên độ kiềm, cái không phải độ kiềm, rồi cái tính axit của cái này, để mà chúng ta dùng cái kiềm mạnh hay là kiểu yếu để mà tách chúng ta khỏi nhau. Thì các bạn chú ý cái ứng dụng của cái vật chất này. Thế đây là một trong những cái mà chúng ta ứng dụng này. Ví dụ như ở đây là người ta chiết xuất cái đạo hoàng. Trong đạo hoàng thì vẫn có sự hiện diện của các hợp chất, thứ nhất là rỉ, cái thứ hai là heparin, cái thứ ba là cái acid sulfuric hay mà gọi là isophenol. Thì trong cái cây đại bàng của các học thì nó sự hiện diện của ba cái chất này. Thế bây giờ thì cái tính acid nó sẽ mạnh
như thế nào? Thì thứ nhất là cái rain các bạn vừa rồi ấy, thì vì thời gian ngắn quá là các bạn không chắc là chưa tiếp thu được. Cái rain thì ở lại vị trí 3 nó có nhóm gì đấy? À, nhóm cặp axit, phải không? Nhóm axit đấy. Trừ á, cái rain như thế thì nó có tính axit mạnh nhất, phải không? Cái thứ hai là leucine thì nó có nhóm nó OHB beta. Và cái axit formic thì nó chỉ có OHA alpha. Cái axit thiếu nhất như thế thì người ta dựa trên cái tính axit, nếu chúng ta xét về cái hợp chất này thì đây là tính axit sao nhỉ? Yếu dần hay tăng dần? Tăng dần yếu dần. Yếu dần. Như thế chúng ta phải dùng kiềm gì nhỉ? Mạnh dần để chúng ta cắt thuốc. À, nhớ cái cơ bên trên có liên kết thế này, nhớ chú ý nhé, và từng tập chúng ta sẽ làm rồi. Nhưng mà hiểu về cái nguyên tắc đó rồi như này thế, cái này để người ta dùng để người ta tách cái axit sulfuric ra khỏi cái hợp chất, các hợp chất trên à. Thế người ta dùng mà làm chứ aqua này cái gì? Aqua là aquinol ở dạng tự do ăn ăn sinh nữa nhỉ, nó không có đường, đúng chưa? Thế là chúng ta đã, thế muốn không có đường với này, chỉ lấy cái phần sinh không thì chúng ta làm sao? Phân hủy cái lipid, bài của lipid chúng ta học rồi, chúng ta hủy cái phân, và khi chúng ta hủy phân thì chúng ta cắt thành đường và phần aqua ra bằng nhau. Thế sau đó rồi ấy, thì như vậy là cái dịch acetylene này chúng ta sẽ lắp với này benzen, tức là bây giờ là cái khung thứ nhất, tức là acetylene trong dịch benzen đó nhé. Thế như vậy là chúng ta bắt đầu chúng ta mới lắp với amen loãng nhiều lần đó. Thế chúng ta bỏ cái nước súc ở nước kiểm nào, bởi vì như vậy là chúng ta loại trừ những cái gì nhỉ? À, loại đi các cái acetylene có tính axit mạnh yếu à? Mạnh là bởi vì cái amen kia loãng kia là có tính kiềm kiềm yếu, à, thế thì nó chỉ kết hợp được với axit mạnh và như thế chúng ta loại được cái axit mạnh đi, à, thì ở đây là chúng ta đã loại được cái nhất là chúng ta loại đầu tiên là chúng ta loại được cái rồi, à, cái lắc nhiều lần thì chúng ta sẽ loại luôn được cả cái emulin, à, thế chỉ còn lại cái acid domestic thôi, là bởi vì gọi là acid domestic nhưng nó lại không có gốc, không cả có xin, mà nó chỉ có tại vị trí 3, thế các bạn thử xem là cái isoprenone là tại vị trí 3 nó chỉ là nhóm tên cái tin, tức là cái tính acid cực kỳ yếu, thì nó có hai nhóm OH ở vị trí A, alpha, phải không? Cho nên nó kết hợp với cái kim loại này, thành ra như vậy tính axit cực yếu. Thì cuối cùng chúng ta phải dùng nó chỉ tác dụng được với súc, phải không? Thì sau đó rồi chúng ta lắc với súc. Nếu như là có màu đỏ thì sau này chúng ta sẽ phản ứng không. Còn chờ đợi đấy thì chúng ta sẽ biết được cái này và tìm cái axit. Thế thì các bạn nhìn cái axit luôn đấy, nhìn trên bảng, phải không? Tức là tại vị trí 3 chỉ có nhóm tên lectin, còn hai nhóm OH ở vị trí 18 ở vị trí A alpha nó tạo nên cái điều cho nên cái axit gọi là axit nhưng kỳ thực không có nhóm toxin và tính axit cực yếu, và làm thì các bạn chú ý đây là cái phương pháp và chúng ta sẽ thực tập. Nhưng mà chúng ta phải về mặt lý thuyết chúng ta phải hiểu vấn đề này ra như này, tức là chúng ta dùng các cái kiểu yếu, chúng ta loại bỏ những cái axit mạnh và axit trung trung bình, còn lại cái tính axit yếu nhất thì chúng ta kết hợp với súc, nó đúng với cái lý thuyết ở cái cách đây một cái làm năm rồi. Thế thì cái thứ nhất là chúng ta khảo cái thứ hai là chúng ta khảo sát về cái tính axit như vậy. Cái thứ ba là chúng ta nói về cái phản ứng bọn chặt rơi, chúng ta đọc là trong sách
thì đôi khi người ta dịch là phản ứng thay cơ. Thế thì ta đông ngày xưa miền Bắc thì dịch là rất dễ gần với chữ điền hay là quật thật dần hơn. Thế cơ chế của phản ứng này là gì? Tức là khi mà các cái amphenol nó tác động với sút hoặc là vô tác loạn thì nó sẽ cho ra cái dịch màu đỏ. Đây là cái cơ chế của phản ứng này. Thế các bạn chú ý cái cơ chế này. Ở đây dùng phản ứng này thì cũng có thể sơ bộ phân tích được, tức là nó cái hợp chất này thuộc nhóm nào. Khi mà chúng ta thấy rằng nó ra màu đỏ thì chúng ta sẽ cho rằng đó là các cái nhóm thuộc nhóm gì nhỉ? Nhóm gì? Nhóm gì đấy. Còn nếu như nó ra màu xanh tím thì ra nó phải ra màu xanh tím, thì dịch chữ xanh tím này không đúng đấy. Thực ra nó màu tím hơi có ánh xanh, tức là tím nhưng mà nó có ánh xanh. Thực ra nó ra màu tím, hơi màu tím. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng như vậy là một nhóm nhiều, rất nhiều. Đấy, thì trên cái phản ứng này cũng có thể phát hiện được, tức là nó thuộc sơ bộ có thể thuộc nhóm. Thế thì ở đây đặc biệt là cái tocopherol nó cũng cho màu đỏ với phản ứng này. Thế mà để phân biệt giữa tocopherol với amphenol thì chúng ta dùng cái gì? Chúng ta lắc với lắc đi đi xuống bích thì tắt tocopherol sẽ bị lọc bỏ. Nhớ đến đấy học nhé. Có một cái câu hỏi gì vậy? Để chú ý rằng cho nên những anh nào không đi học thì làm việc đấy. Thế cái phản ứng này thì có thể thực hiện được trong cái ống nhựa. Người ta nói cái bình lắng nhưng tôi không thích cái bình lắng này. Tại vì làm việc ít khi nào chúng ta làm trong bình lắng. Cái này là không chuẩn sức tạo. Có thể trên cái ống nhựa. Chúng ta có thể làm được trên bàn học. Trên bàn học. Các bạn học về sắc tín nước bóng thì rồi đi biết đâu. Trên bàn học nhưng mà bàn học phải là sắc tín nước bóng. Hoặc là trên lan. Nào, trên lan thì biết chúng ta sẽ làm cái phản ứng hydroxy hoa, chúng ta làm trên lan ngay. Rồi chúng ta cũng có thể trên cái nano thực phẩm. Cho nên ngày xưa bây giờ cái bình xứ hồi xưa thầy muốn ở bộ môn dược liệu phải mất một tháng đi rừng, một tháng đi điều tra dược liệu thực hiện ở tại rừng. Cái thời thầy đi là ở Vân Hải, cũng là Vân Hải, bây giờ là Bình Thuận và Ninh Thuận. Trên cái vùng Bình Thuận Ninh Thuận là thầy đi 22 ngày mới thông toàn tỉnh Ninh Thuận, thầy không được cái vùng nào của vùng núi mình tới cả. Tức là 22 ngày đêm như vậy là đo cái vùng này. Thế cái chuyên môn thì rất đơn giản, tức là chúng mình chỉ cần như vậy là gì, tức là nếu mà chúng mình không có cái lao không có cắt giống như Ninh Thuận, chúng ta nhỏ vào súc vào nó chuyển sang màu đỏ, chúng ta biết rằng hợp chất này nhất định trong này có. Nhưng mà cũng thận trọng bởi vì cái hợp chất tan anh mà các bạn sẽ học tới đây đôi khi nó cũng ra trong màu nâu, tức là màu đỏ. Anh em chú ý kéo dọc. Thế thì có thể thực hiện trên các cái đề bài. Thế bây giờ chúng ta thử xem trong ống nghiệm chúng ta làm sao. Đây. Thế trong ống nghiệm thì các bạn biết rồi, tức là chúng ta thử thì bột dược liệu chúng ta cho axit vào, chúng ta đun nóng lên. Đây là chúng ta đang làm cái gì? Làm thủy phân. Thế thì thủy phân thì nó sẽ tạo ra cái gì? Nó sẽ cắt đường ra khỏi glycosid. Và như vậy chúng ta lắc với benzen thì cái anh gì sẽ vào cái này? Benzen là một chung môi kém phân cực. Như thế thì chỉ có dạng alicol hay là dạng tự do, tức là nó không kết hợp được. Đó, thì vào cái benzen. Thế rồi chúng ta lấy cái dịch benzen thì benzen nhẹ hơn nước hay nặng hơn nước nhỉ? Benzen nặng hơn nước đó. Đâu các đồng chí hóa học đâu? Nhẹ hơn hay nặng hơn? Benzen nhẹ hơn nước hay nặng hơn nước?
à, thì trong có không phải 18 thì thằng em hay nha, là nhà nước nó đổi như thế, và cái nước nước ở bên trên dưới, chúng ta lấy cái nước đen đen, rồi cái nước đen đen này ấy, chúng ta bắt đầu lắc với cái kiềm, cái kiềm bạc, thì như thế nước kiềm sẽ có màu, màu đỏ, đây là phản ứng, hoặc thay lương hay là hoặc thay lương, thế thì cái nước kiềm này sẽ có màu đỏ, là chú ý thôi, còn nước đen đen ở bên trên nó sẽ bất màu đi. Từ màu vàng nó sẽ còn sẽ chuyển sang màu trắng, còn cái nước kiềm sẽ nó chuyển thành màu màu đỏ thì đây là những cái phản ứng đó. Thế thế thì khi mà nước kiềm có màu đỏ, nước kiềm ra bất màu thì chúng ta kết luận là có aqua hay acid, aqua là có aqua là bởi vì chúng ta tắt những là đã rồi đấy chính xác. Thế nhưng đôi khi nước kiềm nó lại không có màu đỏ mà nó lại có màu màu vàng, thế thì cái ông này cái rắc rối, cái này là các bạn bảo chúng ta phải học, cái nhóm này nó sẽ rất dễ bị nhầm với một cái hợp chất đó là cái bromin mà các bạn sẽ học tới đây. Thế thì làm sao? Nó phải màu vàng rồi nhưng mà nó có cái màu, nếu như chúng ta soi dưới đèn UV nó có huỳnh quang màu lục thì như vậy chúng ta có thể kết luận rằng nó là acetylene nhưng nó ở dưới dạng nó khử. Em muốn dạng khử mà chuyển lên dạng oxy hóa thì chúng ta làm sao? Chúng ta oxy hóa và đây chúng ta dùng oxy hóa là cái gì nhỉ? Nước oxy giả. Đó, thì như vậy dạng khử sẽ biến thành dạng oxy hóa, nước kiềm sẽ tự nhiên xuất hiện vào màu gì đó, màu đỏ, nhớ nhé. Đó, chú ý cho cái này cũng hết sức quan trọng để mà trong cái trắc nghiệm thì chúng ta hỏi có không, các bạn nhớ nhé. Các bạn ở dưới rất xa có nghe rõ không và có đóng thầy không đó? Đấy, thầy có cảm giác nhìn vào mắt các bạn, thầy có cảm giác chưa hội nhập được, một số bạn chưa hội nhập được và trên thế này thầy nhìn rõ lắm, bạn nào chưa hội nhập được thầy có thể biết đó. Rồi anh ra và phải tỉnh táo, phải nhắc nhắc lại để mà đỡ buồn ngủ nhưng mà đồng thời tập trung vào ra như nào. Rồi thế thì cái phản ứng này là phản ứng quan trọng nhất để mà tìm các hợp chất đó, ta cảm nhận, ta kiểm nghiệm. Thế, thế sang cái tiếp theo về cái tính chất và chúng ta khảo sát tiếp theo đó là cái vi sinh hoa, vi sinh hoa. Gọi là vi là bởi vì sao phải có vi sinh hoa mà còn vi sinh hoa là sao? Chúng ta làm với quy mô học tính chất cực nhỏ. Thế cái vi sinh hoa này thì rất đơn giản thôi. Cảm ơn các bạn đã được tập. Tức là chúng ta dùng cái đầu tiên là chúng ta dùng cái chén nung. Cái này đúng không? Đó, sau đó chúng ta cho cái dầu liệu vào đây. Chúng ta đặt cái trên một cái dây vai so với thực chất đá và các bạn sẽ đặt trên cái cách cát. Chúng ta đun cái cát cho nóng rồi chúng ta vùi cái cốc cái chất không thể làm. Thế nên và bên kia này thì các bạn chú ý cho là chúng ta đặt một cái tấm này vào trong tấm lam, các xoay kính hiển vi chúng ta đặt lên trên cái tấm lam. Thế cái bên trên tấm lam này xoay kính hiển vi chúng ta đặt cái này là cái gì, cái này không? Nếu mà chúng ta xoay kính hiển vi thì chúng ta đặt bạn đặt lam các bạn nhé. Nhưng mà đây không phải dùng các bạn, mà đây là các bạn dùng, đây là một cái nhiễm mông mông gòn các bạn, đây là mông gòn các bạn tẩm nước xong các bạn bắt cho nó tương đối sáng. Thế thì chúng ta đun thì acetylene nó đặc biệt là nó sẽ tăng hoa từ 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 này khi mà nóng này nó sẽ biến từ dạng thể dòng chuyển sang thể khí, khí bốc hơi lên bốc hơi lên gặp dòng gặp tốc lam chặt lại bên trên lại thành ra nó sẽ ngưng tụ lại
Thế để mà làm cho tốt thì các bạn chú ý cho thầy như này. Tức là chúng ta đừng bao giờ cho mà chúng ta đun cái quả bạc các bạn. Và các bạn chú ý này, khi nó có rất nhiều nước ở trong ấy, nó đổ ở trong nhau. Mà như vậy thì hơi nước sẽ bốc lên và nó đọng ra. Thì cái tinh thể sẽ bám được vào cái nắp. Hoặc là nó sẽ biến thành dạng môi hình như nó xoay được. Thành ra các bạn chú ý cho thầy như này. Tức là đừng đặt cái tấm lam vội. Các bạn dùng đũa quấy. Các bạn quấy nhẹ nhẹ để cho cái hơi nước nó bốc hơi đi. Khi bắt đầu nó hơi nó hiện tượng, tức là nó cháy. Đó, nó có cái khói nhỏ, nó bay lên, thì các bạn đặt cho thầy cái tấm lam lên. Và sau đó chúng ta lấy cái tông còn, chúng ta bắt nước, cho vào nước lạnh. Chúng ta bắt cho nó ráo đi, là bởi vì sao? Nếu lạnh quá làm sao nhỉ? À, nó không phải là Việt Nam đâu, mà nó sẽ ngưng nước ở bên bên mặt đối diện. Các bạn đã uống nước đá vào trong cái nước đá rồi chứ? À, cái này chưa đúng rồi. Năm 72 thì về Bình Định, lúc đó là Bình mới lại phóng dân Bắc và dân Trung Tôn. Người ra nó kêu một cái cúc nước uống, thế người ta cho đá vào. Thế thầy về vào nhà mới sờ vào cái cốc đá, thấy nó nước nó lại ở bên ngoài của cái cốc. Giật nảy mình, nó suy tính nó sốc rồi ta. Mình cứ tưởng có con vỡ. Nó là không đến mức độ đó. Sau này biết là nếu lạnh nó sẽ ngưng cái đối diện tạo thành cái nước nha. Thế thì cái này các bạn chú ý cho cái phần nước thì ngăn, nhưng mà đồng thời là bắt cho nó lắm để nó không được bị ngưng. Nó không khác gì khi lên cơm chúng ta không đẩy nước vào trong à, nó sẽ bám vào cái mặt đối diện thì nó sẽ không bám được. Thế thì các cái tinh thể của pinol sẽ nó sẽ bám vào cái mặt dưới của lam à, rồi được cái mặt dưới của lam rồi chúng ta sẽ thử cái phản ứng. Thế thì bây giờ chúng ta cứ lấy một cái kiềm, lấy một cái bông hoặc khác, chúng ta tập kiềm vào, chúng ta quẹt lên trên cái mặt, tức là đương nhiên là mặt nam lên. Và như vậy nếu như cái bông còn trở nên màu đỏ thì chúng ta sẽ tỏ đó là cái nôn. Nhưng mà trước khi để làm cái phản ứng này thì chúng ta phải xoay cái nhiệt vi chứ. Xoay cái nhiệt vi thì đôi khi các cái tinh thể các cái nôn chúng ta sẽ thấy được nó có cái kết tinh máu. À, thì bạn các bạn nhé. Rồi thế thì rất đơn giản, tức là chúng ta đã thử được trong nghiệm, chúng ta đã thử được ở trên cái video hoa à, trên lá. Thế còn trong thực vật thì thầy vừa rồi nói, tức là chúng ta cắt ra rồi chúng ta nhỏ à, thế còn trên bột thực liệu chúng ta có thể như thế này nhỏ xúc vào, nếu như cái kiểu này nó có màu đỏ thì chúng ta sơ bộ chất vật có thể qua cả luôn coi như là đó. Thế thì chúng ta có thể sử dụng trên rất nhiều phương tiện. Cái vấn đề thứ năm về định tính là chúng ta đặc biệt là với cái magia sinh tác trong cái tập hợp. Thế thì cái này nó đặc biệt lắm ạ. Nó là như thế này, tức là các bạn biết rằng cái tính axit của các cái polyphenol đó là điều thứ nhất. Thì cái này đặc biệt là nó rất dễ dàng để tạo thành các cái silat khi mà có hai cái nhóm oxy kết tập. Các bạn biết chữ silat là gì? Về hóa học các bạn cũng là silat là gì? Đúng, cám bộ hóa học luôn. Và là gì? À, cái phức cản gì? Phức cản cua. Đó, cái thành nào mà phức cản cua là mình biết là cái hóa học rồi. Rồi, thế thì những cái hợp chất mà khi mà có cái OH kết tập thì nó rất là phức. Nhưng mà đặc biệt là các bạn thấy rằng khi mà cái hợp chất này nó dựa trên cái tính chất này thì như vậy là các cái OH alpha này các bạn, vì nó luôn luôn đứng kế cận với cái nhóm ceton carbonic đó. Thế thì như vậy là cái bình thường nó tạo thành cái gì nhỉ? Liên kết gì ạ? Liên kết hydro vừa rồi tôi nói. Thành ra như vậy tính axit nó yếu, các bạn nhớ nhỉ? Thế bây giờ khi chúng ta đặt cái magie sinh tác này thì như vậy nó sẽ tạo thành một cái phức cản cua magie vào đây. Cho nên điều kiện tiên quyết các bạn nhìn thấy là tất cả những các cái muốn có phản ứng này thì các bạn thấy là ở vị trí 1 hoặc là vị trí 8 phải có nhóm này nhỉ? Phải có cái hydro
Cho các bạn thấy tất cả các đều có một chỉ một phải có cái ống ô đó. Thế còn tùy theo nó sẽ cái phản ứng với bao nhiêu xét tác này, nếu như là 1, 2 thì nó sẽ cho cái màu màu khác. Thế thì cái thứ nhất là đỏ cam, như vậy nó sẽ thuộc nhóm gì nhỉ? Nhóm gì? Nhóm nhân, nhóm tẩy 18, nhóm nhân tẩy. Nhóm 12 là nhóm gì? À, phẩm nhân. Rồi. Thế thế và đặc biệt nếu 14 thì là như vậy nó ra màu đỏ. Và tiếp cái gì như vậy là sơ bộ cái vấn đề với ban nhân dân này. Thì người ta khi người ta chăm sóc cái nước mỏ, người ta nhìn trên nó thể hiện cái chúng ta phun cái bao nhiêu chất trong cái bột, nó tùy theo nó thể hiện ra cái màu đỏ cam, màu tím hay màu đỏ tía, thì người ta sơ bộ xác nhận rằng trong cái hợp chất này có thể có những OH ở vị trí nào đó. À, thế thì cái này nhớ nhớ nhá. Đó. Một câu hỏi đi. Ví dụ nhé, chứ chưa chắc là cái câu hỏi ví dụ. Khi một cái hợp chất tăng lên kia luôn cho tác dụng với mani sẽ tác trong cồn, nó cho ra màu đỏ tiết, chúng ta có kết luận gì về hợp chất này? Có một cái hợp chất. Kết luận gì? À, hợp chất này có thể có OH ở vị trí nào đó, tức là hai nhóm hydroxy ở vị trí gì? Ở vị trí 14 là vị trí gì? Para với nhau đó, đúng hóa học học này thế nhỉ, hóa học sinh vào đó thì tôi nói giỏi lắm rồi nhé. Đấy, thế ví dụ như vậy, hay là như vậy do một tí thì chúng ta sơ bộ có thể kết luận alkaline này một nhóm ấm nhượng nhóm ấm nhượng không nhuận, đúng rồi đó. Cái này học một phải biết hai đấy, nhanh chóng phân tích những vấn đề này ra, thế mới là đại học, chứ còn nếu không thì chỉ là cấp ba thôi. Đấy rồi đấy, cơ chế đó rồi, và đặc biệt những cái này nó sẽ dùng để định lượng cái định lượng cái hợp chất này trong cổ trong bao lâu thế cổ tử tương hoa. Và bởi vì các bạn thấy là màu đỏ thì nó sẽ hấp thu cực đặc ở một cái vị trí khác, màu tím ở vị trí khác, và màu đỏ tiếp nó ở vị trí khác, cái nhóm cực đặc nó sẽ khác nhau, thì ứng dụng này để định được một cái nhóm hợp chất nào trong đó đó như nào. Rồi nhé, thế thì thấy đó rồi, từ cái chỗ này anh Đào mà không đi học thì chắc chắn là sẽ không thi được rồi, cao tay lắm học được luôn. Đó, vậy là phải sẽ hỏi những cái mà chúng ta ở lớp, chứ không ở nhà sướng hơn, chứ cần gì phải mua đọc đầy thì phải nhớ rất đúng. Rồi, thế anh đi học cũng sướng hơn, đúng chưa nào? Anh nhớ là nhớ là động viên các bạn nào về mặt gì đó. Rồi, thế cái phần thứ 6 về định tính. Đó là chúng ta phản ứng với cái pyrimidine trong methanol. Thế ở đây thì các bạn biết rồi, cái tam giác nó đốt phải là cái gì nhỉ? Dẫn xuất. À, các cái dẫn xuất không chịu hóa khi tác dụng với pyridine trong methanol thì sẽ cho ra màu cao, màu vàng cao. Các cái dẫn xuất cử thì cho ra màu tím. Thực ra chưa bao lên có nghĩa là màu tím rồi. Đó, cái màu vàng cao rồi. Đó, nhớ nhé, chữ tím. Tím nha, con lên, con nhớ là tím. Yeah. Rồi, thế nhé, thế thì những cái này chúng ta cũng phải chú ý cho. Nhưng mà cái dạng này, các bạn soi cái UV rất là rất là soi về đấy, rất rõ. Thế thì nó có một cái câu như thế này, tiếp theo này, cái câu hỏi là phải phân biệt dạng oxy hóa và dạng cử khi cho phản ứng với pyridine trong methanol và được soi dưới đèn từ ngoài, thì các bạn chỉ cần nói ra này, nó xuất hiện màu gì? Vàng cam. Màu vàng cam. Vàng. Thì đây là chất gì? Vàng. À, và nếu như nó cho màu tím tím, vậy đây là nó sẽ cho màu ra, đây là ra. À, đấy, thế thì những cái này, nó cũng
hay lắm nhá. Nếu không đọc không biết được rồi. Rồi nha. Rồi. Cái sắc kia bảo thì đoạn này quá dễ, chẳng cần nói các bạn cũng biết được rồi. Sắc kia nó bảo biết rồi đấy. Đã làm sắc kia nó bảo bao giờ chưa? Tôi biết là cả dân sinh và dân hóa đều làm sắc kia nó bảo rồi. Ở hồi lớp học, đúng đại học thế nào thì làm đấy. Có công rồi, có khó không? Thế nhưng mà sắc kia nó bảo các bạn học thì ở về rồi đấy. Rồi. Phân tích chẳng hạn. À. Đấy. Thế thì nếu chưa thì nói thì tôi biết rồi, tôi bảo anh chị cho nó có thể làm. Thế thì bây giờ chúng ta nói là để khảo sát toàn bộ các đặc kỳ nôn, các đặc lý trong thực tiễn. Thì như vậy là người ta chết lớn. Chúng ta chọn dùng môi gì? Kéo mắt cực hay mắt cực? Nếu kéo mắt cực thì chúng ta chỉ chết được đạn gì? Kéo mắt cực chúng ta chỉ chết được là tự do hoặc là trình. Thế này như là nếu khảo sát toàn bộ các cái vật chất này thì các bạn phải chết với đặc tôn. Thì nó cái đặc tôn cũng đặc biệt, nó chết được cả là tự do các bạn kết hợp. Thế thì cái này chúng ta chọn cái đặc tôn. Thế sau đó rồi nhưng mà chúng ta tô vẫn thì đặc lại chúng ta sống thì chúng ta sẽ biết được cả hai chúng ta tự do hay là thế nào. Thế còn cái ô thứ hai thì phải khảo sát các hạt khí quân mới sinh cộng với có sẵn. Bởi vì các bạn nhớ là acetylenol nó đặc biệt lắm, trong cây nó có cả dạng tự do tức là dạng không kết hợp với đường và dạng kết hợp tức là dạng glycoside. Thế thì cây này để mới sinh có nghĩa là làm sao này? Mới sinh có nghĩa là chúng ta phải ý thì giải ra thì nó dạng tạo thành dạng glicol và cái dạng này là dạng mới sinh, còn cái dạng có sẵn có nghĩa là dạng tự do nó có sẵn trong nó rồi thì chúng ta chỉ việc chiết với cái gì nhỉ? Tức là sau khi thì giải xong thì chúng ta chiết sắp với dùng môi hữu cơ kép phân chủng bởi vì nó thành dạng tự do và như vậy chúng ta chấp. Thế còn cái dạng tự do thì chúng ta không phải giải, nó có bạn thì chúng ta phải làm thôi. Thế sắp ký thì chúng ta chú ý như vậy. Thế đây là những cái hệ của hệ tiền thủy. Nếu chúng ta mới tập nghiên cứu như này thì chúng ta cũng lấy những hệ của thủy đối với này cái acidic tức là phần có đường thì chúng ta chọn cái đối bên phải hay là bên trái và hết. Và như vậy đối với acidic tức là dạng tự do rồi tức là dạng cắt phần đường thì chúng ta có thể chọn những cái hệ của này. Về nguyên tắc là gì? Chọn dung môi để làm sắc ký thì chúng ta nguyên tắc là các chất kém phân cực thì tan được trong dung môi kém phân cực và nó tan vào để nó đi nó được mang theo cái dung môi này và dưới cái tâm hấp thụ thì như vậy nó tùy theo cái ái lực hấp thụ mạnh hay yếu mà các cái chất sẽ được cắt ra. Những cái chất mà nó có ái lực nó hấp thụ càng mạnh thì nó chạy dây hay chậm, nó chạy cao lắm. À, cái nó hấp thụ cả cái yếu tố mạnh thì nó sẽ có cái RF thấp còn những chất mà nó kém cái hấp thụ thì nó sẽ được đi cao hơn và như vậy các chất được tách ra nó dựa trên cái tính phân tử và ái lực hấp thụ đối với cái sinh vật này cái này thì sắp chín được rồi đúng không rồi đấy. Thế nghe chúng tôi thì như vậy. Thế như vậy là sau khi sắp ký rồi thì chúng ta phải phát hiện. Cái phát hiện ở đây thì như vậy là các bạn chú ý cho tức là chúng ta có thể dùng ABC đó từng cái mặt như vậy. Được chưa? Thế thì như vậy chúng ta xoay dưới ánh cường tức là dưới ánh cường thì bản chất của cái hợp chất này chúng ta biết rồi, kể cả dạng tử của dạng oxy hóa thường nó có màu gì nhỉ? Màu vàng, cam, vàng. Màu vàng cho đến tới đỏ. Màu cam. Nó nhớ về cái chất bên trên. Thì anh chắc cường chúng ta khác. Cái thứ hai là chúng ta soi có thể dưới cái đèn UV ở mức sóng 254 và mức sóng 365. Thế ở đây thì các bạn chú ý cho thầy như này. Khi nào chúng ta dùng 254
2254 và khi nào chúng ta dùng 3 phát. Thế thì các bạn chú ý này, cái này không dùng silicon thì chúng ta được bộ phân tích thì các silicon này là những cái silicon nó có trộn chất bình quang. Thế thì ở mức sóng 2254 thì tất cả các chất này nó đều phát bình quang, thành ra như vậy lúc đó thì chúng ta có nhìn thấy chất là không, và như vậy chúng ta chỉ nhìn thấy màu đen, màu tối, chất là màu tối. Nhưng mà khi 365 thì các chất bình quang này nó sẽ hiện lên. Thế thì các bạn chú ý là thầy khi nào được. Nhưng mà các bạn nhớ cho thầy như này, cái tia tử quang là tia rất độc, rất nguy hiểm, rất dễ gây ung thư da, cho nên vùng nam cực của mình bị phủ cái bầu khí quyển. Cho nên những cái người dân nơi này nếu như chúng ta ở lâu ở vùng nam cực thì cái bị tia tử quang rất nhiều và gây ung thư da rất nguy hiểm. May mắn của mình thì miền nam cực thì đã phải các bạn chú ý này. Thế cho nên khi mà soi này các bạn chú ý này là tuyệt đối không được thò tay khi mà đèn mà bật nuôi các cái bản màu da, kiểu như vậy là chưa thành dược sĩ nó ung thư da thì chết luôn nhá, quý nhân. Đó, thế thì còn cái bước thứ tư thì cái gạch cỏ thứ nhất là cái gì nhỉ, phản ứng gì đấy, phản ứng gì á, à bọc cái nơ nhỉ, hay là bọc nhá. Đó tức là khi các anh đang kinh tác dụng với kiểu thì nó ra cho phổ đỏ không? Rồi thế pinin thì rồi và nhờ cái tác rồi tất cả hóa hết rồi đấy, cái màu như vậy. Thế đây là cái hình ảnh mà chúng ta xem một vài cái thực tế. Các bạn thấy là khi cái ở giữa này, các bạn thấy nó xoay là bước sóng bao nhiêu nhỉ, ở giữa à 2554, cho nên cái bình quang nó lên lên tất cả các chất chỉ còn lại là màu đen. Thế còn cái anh bên đây tay phải đó là cái gì nhỉ, tay trái các bạn, đó là 365 à, đó hay như vậy là chúng ta ở dưới cái sắc tròn đó là có cái màu màu tròn đó. Thế thì tất cả những cái vấn đề nó là như vậy. Thế lớp trưởng hết chưa? Lớp trưởng lắm rồi, bảo lớp trưởng là thứ ba thì phải kiểm tra lớp trưởng. Thế bây giờ xin phép hai đứa phó bây giờ này, các bạn có thích ủy giải lao hay là chúng ta làm liên tiếp cho chúng ta làm được giải lao à? Không, tại vì sẵn sàng mà là chúng ta bị bài mình đưa ra mình kết thúc cái phần cơ bản hôm nay lúc 8 giờ.